em tặng cho mọi người cái bình hoa này nhưng mà em không biết tả nó là cái men gì luôn, mà họa tiết của nó thì loang loang lổ lổ ấy. Tông màu chủ đạo là màu vàng thư này, một chút chấm màu vàng cam này và một chút màu xanh đen. Theo con mắt của em tả là như thế nhá, còn em quay cho mọi người xem hình thực tế để mọi người ưng thì có thể lấy này. Cái này là em tặng nha, không có bán và cũng là hàng em thích lắm ấy, nhưng mà thực sự thì em sang nhà mới thì em muốn hạn chế, với cả em muốn càng ngày nó càng đơn giản hơn mọi người ạ. Không hiểu sao chắc là tính nết của em nó cũng thay đổi rồi. Đấy, cho thêm một chút nước rửa bát vào lúc cắm hoa thì sẽ giúp cho cái bình hoa của mình nó bền hơn, hoa khỏe hơn và cái nước nó không có mùi mọi người ạ. Khi mà hoa nở to thì em hạ dần xuống bình thấp, ngắn hơn nhá, em để bàn uống nước cho nó xinh. Hình như em nhớ là đợt đấy em cũng cắm vào cái mùa thu đông tầm thời điểm này này, thế nên là em có mua cả một gói cốm nữa cho nó đậm vị này. Lúc nở ra to xỉu luôn mọi người nhìn thấy không, nó xòe ra đáng yêu vô cùng. Và nó xòe thì nó sẽ xòe ngang, nhưng khi cắm ấy thì nó sẽ đứng thẳng, bởi vì đấy là em mua kèn lai thì phải. Đấy, em muốn tặng cho mọi người ở trong cái video này là cái bình kèn đầu tiên, là cái bình dài đấy nhá. Hy vọng là cái bình này có thể tìm được đến chủ mới của em nó. Em cảm ơn cả nhà đã theo dõi những video của em. Hãy chờ đón những video sau, em sẽ còn tặng tiếp tất cả những cái bình hoa mà em đang có cơ. Mọi người chờ nhé.